Hy vọng con bé chắc đã đi tới một nơi tốt đẹp rồi. Liệu hy răng của tôi có oán hận mẹ nó không? Liệu con bé có đau buồn khi mẹ nó đã để mất nó như thế này không? Sẽ không vậy đâu. Bởi vì Heran cũng hiểu rõ rằng mẹ nó dành tình yêu cho nó nhiều đến thế nào mà. Con bé là thiên thần của tôi. Tôi đã vô cùng biết ơn khi Heran xuất hiện trong cuộc đời. Nếu như Heran không làm con gái tôi thì sẽ thế nào? Chắc con bé sẽ gặp được một người mẹ tốt hơn tôi. Có thể cho nó mọi thứ mà nó muốn. Và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Chứ không phải là một cuộc sống ngắn ngủi và vô ích như thế này, đúng không? Việc trở thành mẹ của Hera có lẽ là tội lỗi lớn nhất mà tôi đã phạm phải trên đời này. Cô Misu à? Mấy ngày nữa thôi là tới sinh nhật Hera kìa. Lần này tôi đã hứa sẽ cùng con bé làm bánh sinh nhật của các nhân vật hoạt hình. Rồi sau đó cùng mang bánh tới diện thiên thần. Tặng các cô, các cậu bé ở đó. Tôi thật sự không dám nghĩ là bây giờ mình lại không thể thực hiện được lời hứa đó. Tôi và Hera thật là không còn gặp lại nhau được nữa sao? Trong một cuốn sách có nói như vậy. Nhân duyên của con người, dù có kết thúc cũng không phải đã hết. Và dù có chia tay cũng không phải đã ly biệt mãi mãi. Nếu bạn vẫn nghĩ về người đó, không lãng quên họ, thì vào một ngày nào đó, bạn và người đó sẽ lại tương phùng. Tôi không biết phải đợi tới khi nào, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn còn người đó, nhất định sẽ có lúc được gặp lại nhau. Nên con Miso và Hera, hai người không hoàn toàn giúp nhau đi. Mẹ hả? Muốn hứa với Hera của mẹ một gì? Mẹ không sống một mình mà mẹ còn có Hera. Đến sau này dù cho có chuyện gì, mẹ cũng sẽ cố gắng chịu đựng gì con. Mẹ tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến Hera thất vọng đó. Đúng vậy. Cô nhất định phải thực hiện lời hứa đó. Hãy hứa với cả tôi nữa được không? Nhanh lên đi. Nhất định phải giữ lời hứa. Bây giờ không phải là anh Minche đang ở đây sao? Vậy Miso tới bờ sông đó chia sẻ nỗi đau với ai đây? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi hỏi tại sao tự nhiên cô lại nói những lời đó chứ? Chỉ muốn nói là lỡ như những lúc không có anh Minche, không biết sẽ xuất hiện một người đàn ông nào khác thay anh ở bên cạnh an ủi Miso không? Cô nói cái gì? Đối với phụ nữ, người đàn ông có khả năng thấu hiểu tâm hồn họ dĩ nhiên có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhất là khi mệt mỏi, mà có người hiểu được lòng mình, hết lòng an ủi động viên mình. Thì không một người phụ nữ nào có thể thoát khỏi lưới tình được cả đâu. Tôi vẫn chưa hiểu thật ra cô đang muốn nói cái gì. Không lẽ ý cô là giờ tôi đang gặp gỡ người đàn ông khác ở bên ngoài à? Cũng có thể, dù sao anh cũng có biết gì đâu đúng không? Chắc em có nói cũng bằng thừa rồi, thôi anh đừng để tâm nữa. Lẽ nào Nisu lại làm như vậy được chứ? Vậy chào anh, em ra ngoài trước đây. Người đàn ông thấu hiểu lòng mình sao? Để được gia đình giàu có nhận nuôi, cô ta luôn tỏ ra nũng nịu, dễ thương, hiền lành và lương thiện. Anh cũng bị thu hút như vậy đúng không? Con nhỏ đó hồi xưa cũng đã được ba mẹ nuôi để ý nhờ như vậy, rồi bây giờ lại còn cưới được con trai gia đình giàu có đúng không gì? Miso của tôi hoàn toàn khác với loại phụ nữ như cô. Nếu cô còn dám nói về Miso như vậy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu. Lập tức ra khỏi phòng của tôi ngay. Được thôi Lee Minche, anh sẽ không tin những gì em nói đúng không? Vậy em sẽ khiến anh tận mắt thấy toàn bộ sự thật. Anh cứ chờ đi, từ từ em sẽ làm được cho mà xem. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng làm phiền anh như vậy thì thật ngại quá. Hôm nào đó tôi mời anh một bữa cơm nha.
Lúc nào có thời gian thì cứ liên lạc với tôi. Được, tôi sẽ liên lạc. Vậy thôi. Hôm nay giờ đi cùng với luật sư Seo mà tôi cảm thấy rất thanh thản. Nếu chỉ đi một mình, chắc tôi sẽ lại tiếp tục khóc suốt rồi về thôi. Tôi sẽ cho Hiram thấy mẹ nó là người mạnh mẽ như thế nào mới được. Cô tuyệt đối không được quên lời hứa mà cô đã hứa với Hiram. Về sau dù có chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng kiên cường vượt qua. Cô đã hứa không làm chuyện khiến Hiram thất vọng mà. Tuyệt đối không được quên đó. Dạ được, tôi tuyệt đối không quên đâu. Cô mau vào nhà đi. Trong một quyển sách có nói như vậy, nhân duyên của con người, dù cho có kết thúc cũng không phải đã hết. Dù có chia tay cũng không phải ly biệt mãi mãi. Nếu bạn dần nghĩ về người đó, không đáng quên họ, thì một ngày nào đó sẽ lại tương phục. Chỉ cần trong lòng còn nhớ người đó, nhất định sẽ có lúc được gặp nhau. Nên cô Michelle và Hera, hai người không hoàn toàn mất nhau, để tuyệt đối chưa phải là kết thúc được. Mình à, anh đã về rồi hả? Anh đã ăn tối chưa? Hôm nay em đã tới chỗ có Hiram đó. Anh biết. Nếu như anh đi cùng em thì hay biết mấy. Em muốn cho Hiram thấy được hình ảnh của ba mẹ nó sống kiên cường như thế nào. Em muốn vậy đó. Hôm nay em đã hứa với Hiram rồi, rằng em không sống một mình mà còn có Hiram nữa. Nên dù có chuyện gì em cũng sẽ chịu đựng gì con. Và tuyệt đối không làm bất cứ việc gì khiến Hiram thất vọng đó. Mình à, anh mệt mỏi lắm rồi đúng không? Em sẽ cố gắng hơn. Sau này em sẽ vì anh và cả mẹ nữa, cố hết sức làm tròn bổn phận của mình. Anh biết rồi, bây giờ anh không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa hết. Mệt lắm rồi, anh đi tắm trước đi. Được rồi, để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh á. Mình à, từ bây giờ em đừng nhắc tới chuyện của Hiram trước mặt của anh nữa. Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Hiram được thốt ra từ miệng của em. Thì ra anh đang oán giận em mà, phải không? Không thể tha thứ cho em đúng không? Vì tại em mà Hiram mới trở thành như vậy. Anh nói em thôi đi rồi mà. Em nghe không hiểu ý anh nói như sao? Anh không muốn em nhắc tới Hiram nữa. Anh chán lắm rồi, anh không muốn nghe nữa. Lo cãi nhau tới mức mà mẹ chồng đi vô cũng không biết. Ôi, hết ngày này tới ngày khác, trong nhà không có được lúc nào yên ổn hết. Ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói. Mang con dấu lại đây đóng vô. Mẹ à, con đã nói chuyện của con, tự con biết giải quyết mà. Thấy con làm gì đâu? Con ngồi đó làm gì? Không nghe thấy tôi kêu đóng dấu vô đây sao? Mẹ à. Sao? Đã làm sẵn hồ sơ đưa tới tận tay mà đóng dấu không được sao? Nếu cứ sống cùng nhau thì sau này cũng toàn cãi giả thôi. Có thể thời gian qua miên che nhà tôi vì một chữ tình nên mới lưu luyến cô, nhưng bây giờ khác rồi. Vợ chồng đâu thể sống với nhau chỉ vì tình, phải sống vì con cái chứ. Nhưng mà Hiram đã không còn nữa rồi, hai đứa còn gì để lưu luyến với nhau nữa? Mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện riêng của vợ chồng con, mẹ không thể tùy tiện can thiệp vào được. Cậu im đi, cậu cứ như vậy sao mà mẹ có thể can thiệp được? À, thiệt tình gì vậy, cái thằng này sao dám? Cô thấy chưa, tại cô mà miên che thay đổi đó. Công ty nó cũng mang y nguyên bộ dạng đó về làm gì? Vì sợ nó xảy ra chuyện mà lúc nào trong ngực tôi cũng đập thình thịch không yên được đây. Cô chưa nhìn ra thiệt hại mình đã gây ra hay sao mà vẫn còn muốn sống tiếp trong nhà này? Dù cô thấy không sao, nhưng với chúng tôi, việc nhìn mặt cô mỗi ngày giống như sống trong địa ngục vậy. Miệng trái của tôi, từ giờ, nó phải ôm nỗi đau mất con sống cả đời. Vậy ai là người gây ra chuyện này? Là cô đó! Con hiểu rồi thưa mẹ, lời mẹ nói không sai chút nào hết. Con, cả đời này con sẽ luôn mang cảm giác tội lỗi cùng nỗi đau đó để sống tiếp. Nhưng mà con sẽ không sống một mình đâu mẹ. Dù có chuyện gì đi nữa, con cũng không thể chia tay với anh Minche. Con đã hứa với Hiram của con rồi. Con phải cho Hiram của con nhìn thấy mà mẹ nó vẫn sống kiên cường vì nó. Hả? Gì? Cô muốn cho Hiram thấy cái gì? Nỗi đau của ba Hiram, con là người hiểu hơn ai hết. Con nhất định sẽ cố gắng. Sau này con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt mà. Giờ là lúc cô hứa hẹn cố gắng sao? Được rồi, tốt thôi. Nói với cô cũng như nước đổ đầu dệt thôi. Nên cứ để tôi giúp vậy. Việc đề nghị ly hôn tôi sẽ tự tiến hành theo ý mình.
Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Hề Trang, mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ nhất định sẽ vượt qua tất cả. Vì ba và mẹ vẫn rất yêu nhau nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu đựng được hết. Mẹ phải giữ lời hứa với con. Những chuyện khiến cho Hề Trang của mẹ đau lòng, mẹ tuyệt đối không làm đâu. Sau khi ăn trưa, chồng tôi đã ra ngoài gặp thân chủ rồi sao? Anh ấy có nói sau khi tan làm sẽ về thẳng nhà không? Dạ, tôi biết rồi. À, khoan cho tôi hỏi thêm. Trưởng phòng có biết vị thân chủ hôm nay anh ấy đi gặp là ai hay không hả? Anh không biết sao? Sao vậy? Không phải là thân chủ nào của anh ấy, trưởng phòng đều biết hết hay sao hả? À, thôi được rồi. Em đã nói rồi mà. Mỗi ngày cứ 10 phút em sẽ gọi kiểm tra lịch trình của anh một lần. Nếu anh cư xử đúng đắn, em cũng đâu phải làm trò này. Anh có biết em bị anh làm cho bị thảm tới mức nào không? Vậy em đừng làm nữa là được. Anh cũng đã vì em mà nhẫn nhịn em hết mức rồi. Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Khi anh bỏ vị trí không thú vì em, tâm trạng anh thế nào em biết không? Cũng đúng. Chắc chắn là em không biết rồi. Vì nếu biết em đã không làm trò này đâu. Chuyện em theo dõi anh bằng định vị điện thoại đó. Hôm nay em đã hủy bỏ hết rồi. Cho nên hôm nay anh về lại đây ngủ đi nha. Bây giờ em chỉ cần biết mỗi ngày anh đi đâu làm gì thôi. Em chỉ xác nhận lịch trình làm việc của anh thôi mà. Chuyện rời khỏi vị trí công tố đó có là gì to tát đâu. Nhờ ba em mới được làm đại diện công ty còn gì. Nhờ ba của em, anh mới trở thành luật sư danh tiếng. Như vậy vẫn chưa đủ với anh hay sao? Đã biết như vậy sao anh còn lấy em? Tại sao lại kết hôn với em như vậy hả? Thầy, vợ chồng dù có cãi giả nhau nhưng mà cũng đâu thể ngủ khác phòng. Cái thằng Khi Ung Su đó, em không thấy nó có gì khác thường sao? Theo dõi định vị điện thoại thì có gì ghê gớm lắm đâu mà nó giận dữ vậy? Vậy chứ mình á, có muốn tôi gắn thiết bị theo dõi mình hay không? Giả sử khi mình tới quán rượu, đi đánh gôn hay đại loại như vậy, bị tôi theo dõi thì mình có vui không? À, cái đó dĩ nhiên. Ờ, không tốt chút nào. Nhưng mà thấy con bé bất an như vậy tôi không yên tâm. Giờ mình cũng biết đồng cảm với cả Herion rồi hay sao? Trong khi lời tôi nói mình toàn nghe tay này rồi cho ra tay kia. Tôi đã khuyên mình biết bao nhiêu lần về chuyện của Herion rồi mà. Đúng là đàn gãy tay trâu thiệt mà. Tôi nói rồi mà. Mỗi lần đứng trước mặt nó tay chân tôi lại mềm nhũn ra không dám nói cái gì hết. Nghĩ sao cũng thấy cái thằng kia Ung Su đó có gì lạ. Hay là cho người theo dõi nó đi. Gì nữa hả? Tới mình mà cũng như vậy thì có nước to chuyện rồi. Con để xe với Herion, hai đứa nó làm sao kết hôn được với nhau ông quên rồi sao? Chính Herion là người đã níu kéo con để xe mà gian sinh còn gì nữa. Ê, nhưng mà vụ tai nạn giao thông đó cũng là sự thật mà. Herion không múa ba lê được nữa nó cũng đau khổ lắm chứ. Chuyện đó là do cuộc sống nó có vấn đề thôi. Có liên quan gì tới mắt cá chân đâu. Ừ. Dù sao thì á, đứng trên lập trường của con đẻ xeo, đó chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên trách nhiệm thôi. Con đẻ xeo mà biết sự thật liệu có chịu để yên như vậy không? Không chịu để yên thì sao? Nhờ ơn của ai mà nó được sống hưởng thụ như vậy? Tôi đâu có tiếc thứ gì với nó đâu. Mà sao nó vẫn không chịu dành cho Herion một chút tình cảm nào hết trơn hết trọi vậy? À, khoan đã. Mình đang đứng về phe nào vậy? Mình nghĩ cái Ung Su làm gì cũng đúng, còn Herion chỉ toàn làm sai à? Thiệt là hết nói nổi. Con bé là do chính tôi nuôi lớn đó nha. Thôi đi ngủ giùm tôi cái đi. Dẹp đi, dẹp đi. Hôm nay tôi sẽ ngủ một mình. Bà xuống dưới sàn ngủ. Ôi trời ơi. Thiệt tình. Cái ông này. Cô làm cái gì vậy? Đây là cái gì? Tôi hỏi đây là gì? Bữa sáng sớm cô làm bánh làm gì? Hôm nay là sinh nhật của Hera mà mẹ. Hả? Gì sinh nhật của Hera hả? Vậy ra giờ cô đang làm tiệc sinh nhật cho Hera sao? Cô muốn chắc cô máu người khác luôn hay sao vậy hả? Muốn nhìn tôi và Minh Cha sôi máu mà chết chứ gì? Con bé chết rồi còn tổ chức sinh nhật làm gì? Không phải vậy đâu mẹ. Vì trước đây con đã hứa với Hera rồi. Con hứa sẽ cùng Hera làm bánh trong ngày sinh nhật năm nay của nó. Vậy nên bây giờ vì lời hứa đó mà cô làm bánh kem rồi chuẩn bị cả bàn tiệc sinh nhật để bắt chúng tôi ăn sao? Hay cô định đốt cả cái đèn cầy và hát bài chúc mừng sinh nhật nữa? Giờ cô có tỉnh táo hay không? Con muốn làm cho Hera một lần cuối cùng này thôi mẹ. Con đã hứa làm bánh kem cho con bé rồi nên. Cái gì? Cô hứa cái gì? Chỉ cô muốn giữ lời hứa của mình mà đi sát muối về giá thương của Minche sao? Minche đó đã cố hết sức quên Hera đi rồi mà cô cứ khiêu khích hoài vậy. Tại sao? Nên giờ con có làm gì không phải, mẹ cho con xin lỗi. Nhưng mà mẹ, con hoàn toàn không muốn Hera bị lãng quên như vậy đâu.
Con xin mẹ, đừng ép con phải rũ bỏ hình ảnh của Hiram ra khỏi trái tim mình. Gì? Tôi ép cô rũ bỏ cái gì? Cô tưởng tôi muốn rũ bỏ là để trấn an tâm hồn mình sao? Ồ, thì ra cô luôn nghĩ là do tôi ép buộc người khác sao? Hả? Đúng vậy. Tôi là một người bà bạc béo thì đã sao? Cô muốn làm người mẹ thương con để biến chúng tôi thành người bà, người cha máu lạnh, không có nước mắt chứ gì. Đó, cô thành công rồi. Mẹ, con không có ý đó đâu. Con nhất định sẽ không làm chuyện này nữa đâu. Đây là lần cuối cùng. Chỉ một lần này thôi mà. Xin hãy để con mừng sinh nhật Hiram lần cuối đi. Thật ra em đang làm sao vậy? Em có đang tỉnh táo hay không? Hiram không còn nữa thì mấy thứ này còn có ý nghĩa gì? Cô cố tình làm như vậy phải không? Cô muốn làm cho tôi và Minh Che quá đau lòng, dở tim mà chết đúng không? Cả mẹ nữa mày cũng thôi đi. Nếu mẹ không thích vợ con làm như vậy thì cứ giả vờ không biết, không nói lời nào hết là được rồi. Mẹ của con đâu có mù, cũng đâu có câm. Chuyện vô lý cái mày ra rành rành, còn bắt mẹ câm miệng giả vờ như không thấy gì sao? Làm ơn đi, con xin mẹ hãy thôi đi. Cái này còn có ý nghĩa gì nữa? Tuổi thọ của tôi ngắn đi gần chục năm là nhờ phúc của cô hết. Chỉ tại vì cô, cuộc sống của tôi chỉ còn là tấm măng mỏng thôi. Không sao đâu Hiram à. Vì ba của con đau lòng quá nên mới làm vậy thôi. Vì ba con nhớ con quá. Vậy nên Hiram à, con nghe lời mẹ đừng buồn ba con nghe chưa.저 사부인 혜람이 생일 선물 차린다고 뭐라고 역정 내시지 않디? 아니요, 그냥 일찍 나가셨어요. 말 안 해도 다 알아. 그 진혼제까지 한 양반인데 생일상 보고 좋아라 하셨겠냐? 에휴, 그 자식 잃은 애미인데 널 조금이나 좀 이해해 주시면 얼마나 좋겠냐? 나만 힘든 거 아니야 아빠. 혜람 아빠도 어머님도 많이 힘들어 하셔요. 혜람이 생일 축하해 주는 거 오늘이 마지막이에요. 이제 혜람이 생일 대신에 혜람이 떠난 날 챙겨야 하잖아. 그런 얼굴들 하지 마세요. 종이야, 창기야, 혜람이 이렇게 외할아버지 집에서 이모랑 삼촌이 생일 축하해주는 거 정말 좋아할 거야. 창기야, 네가 혜람이 생일 축하 노래 좀 불러줘. 어, 아, 알았어, 그거. 그래, 생일날 축하 노래가 빠지면 안 되지. 자, 용가수 축하송 부탁해요. 오케이. 자, 한다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 혜람이 생일 축하합니다. 혜람아, 생일 축하한다. 그래, 혜람아, 이 하래비도 우리 혜람이 저 다섯 번째 생일 축하한다. 이거 저 하래비가 월급 터갖고 처음으로 산 우리 혜람이 선물인데. 헤이, 혜람아, 할아버지 울보다, 그치? 이모도 혜람이 생일 축하해요. 그리고 너무너무 사랑해. 이모가 울트라 캡총 짱만큼 혜람이 사랑한다. 고마워. 고마워요, 아빠. 우리 혜람이 이제 안 서운하겠다. 아무도 축하 안 해주면 우리 혜람이 많이 서운할 것 같았는데. 그럼 서운하지. 역시 육미소프 케이크다. 응? 너무 맛있다. 창이야, 먹어봐. 응? 아. 어머! 아니, 뭐야 이게! 그래도 맛은 있다. Nguy hiểm lắm. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Khoan đã. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi.
Anh à, sao em lại trở thành như vậy chứ? Em sai rồi đúng không? Giờ này em gọi anh làm cái gì? Em uống nhiều lắm hả? Ừ, em đã uống rất nhiều. Say rượu rồi nên em nghĩ tới anh. Anh à, hình như em đang dần dần biến thành một con quái vật. Sao em lại nói như vậy chứ? Chỉ là em ghét như thế này. Sao em lại đánh không nổi như vậy? Quá đê tiện rồi. Thôi ngủ đi đừng uống nữa. Trễ lắm rồi đó. Anh cũng ghét em rồi đúng không? Cuộc đời của anh tại vì em mới trở thành như vậy. Nếu không phải vì em, anh đâu phải dùng tới nắm đấm. Nếu không phải vì em, anh đâu phải đi cải tạo. Sao anh phải như vậy? Sao anh phải đánh ba nuôi của em? Sao phải đánh ông ta cho tới chết luôn vậy? Lẽ ra không nên như vậy. Lẽ ra anh đã có thể sống như những người bình thường khác rồi. Anh Chu à, về nhà ba nuôi rồi, em phải sống thật tốt nha. Anh thấy tội nghiệp nên mới quan tâm em đúng không? Vì cuộc sống của em quá bi thảm, nên anh thương hại. Thôi em ngủ đi, anh cướp máy đi. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. À, là tôi đây luật sư sao? Giờ anh có bận không? À không, cô cứ nói đi không sao đâu. Cô Nhi Diễn. À, tôi sẽ tới đó vào thứ tư tuần này. Sao vậy? Cô Miso sẽ đi cùng tôi à? À không, chắc là tôi không đi được rồi. À, ra vậy. Nếu như anh không bận gì, ngay bây giờ anh có thể gặp tôi một chút được không? Bây giờ sao? À, được, tôi cũng đang rảnh mà. Vậy giờ tôi qua chỗ cô ha? À, không cần đâu, tôi gọi cho luật sư Seo vì có chuyện muốn nhờ anh mà. Khi nào tới gần văn phòng của anh, tôi sẽ liên lạc lại. À, dạ, không sao đâu. Vậy bây giờ tôi xuất phát ngay đây. Đây là tiền tiết kiệm của Hera và tiền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Cái này sao cô lại đưa tôi? Tôi muốn nhờ anh chuyển giúp cái này cho viện trưởng cô Di Diện. Tuy là tôi đích thân tới đưa tận tay bãi sẽ tốt hơn. Nhưng cũng biết đó, tình hình bây giờ không tiện lắm. Nên sẵn dịp anh định tới đó, tôi muốn nhờ anh đưa giúp tôi luôn. Cái đây không bao lâu em có gặp đầu bếp chính đã nhận công thức rồi. Chất lượng đúng là cao hơn chúng ta nghĩ đó. Được, em sẽ tới đó ngay bây giờ. Thật là ngại quá. Chờ em một chút nha anh Minh Jae. Thôi em cúp máy đây, em sẽ gọi lại cho anh sau. Cô Miso à, giúp được gì thì tôi sẽ giúp lại. Hình chụp em vừa gửi cho anh là cảnh tượng em tận mắt chứng kiến bây giờ. Em nghĩ là chắc anh Minh Jae cũng muốn biết. Bây giờ vợ của tôi đang ở chỗ đó cùng với người đàn ông mà cô đã chụp ở trong hình thật sao? Em đã từng hỏi anh rồi đúng chứ? Anh tin Miso không? Việc Miso gặp gỡ người đàn ông này, em đã bắt gặp tới 3 lần rồi đó.
Cô nói sao? Chuyện đó là sự thật sao? Bộ anh không tò mò quan hệ của họ là gì sao? Theo em thấy, họ có vẻ khá thân thiết với nhau đó. Không thể như vậy được. Misho gặp người đàn ông khác sao? Không thể nào. Số tiền này, tôi không muốn dùng nó vào việc gì khác. Hơi rằm của tôi cũng từng yêu quý bọn trẻ của Như Diện lắm. Chúng tôi đã cùng nhau đọc thư của những đứa trẻ đó chứ. Còn bé còn năng non, viết thư để trả lời các bạn nữa. Thì ra là vậy. Khi những đồng xu bỏ vào ống heo đã đầy rồi, chúng tôi cùng nhau tới cô Như Diện để mở tài khoản. Còn bé nói chừng nào tiết kiệm được nhiều tiền rồi sẽ mua quà cho các bạn ở đó. À, nếu Hình Ram biết tôi làm chuyện này, chắc con bé cũng sẽ vui lắm. Ờ đúng rồi, tôi còn làm bánh quy đem tới đó nữa. Lâu rồi không tới đó nên chắc bọn trẻ cũng thèm ăn bánh lắm. Tôi để ở ngoài xe rồi, lát nữa tôi lấy cho anh nha. À vậy sao? Vậy sau này cô có thể quay lại đó với tôi không? Tôi chưa biết nữa. Tôi vẫn chưa thể hứa trước được đâu. Tôi không thể làm gì cho Hê Ram, nên cũng không còn tự tin đến chơi cho bọn trẻ ở đó như trước nữa. Nếu biết chắc là bọn trẻ sẽ buồn lắm. Không đâu, chúng sẽ hiểu thôi mà. Sau này khi lòng cô đã vững vàng hơn, chúng ta cùng đi với nhau. Được rồi. Ồ, suy chút nữa tôi quên mất. Lịch chỉ ngồi lại 30 phút thôi mà đã thành 1 tiếng đồng hồ rồi. Anh đã bận mà, thật xin lỗi anh. Giờ anh phải quay lại văn phòng ngay có đúng không? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta về thôi. À, dạ. Ồ, mình à, sao lại tới đây giờ này chứ? Còn em đang làm gì ở đây? Anh ta là gì? Dạ. Em và anh ta có quan hệ gì với nhau? Mình à, anh đang nói cái gì vậy? Ờ, xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng hình như anh đã hiểu lầm gì đó thì phải. Hiểu lầm hả? Anh là ai? Anh có quan hệ gì với vợ của tôi? Hai người có quan hệ gì? Anh bình tĩnh đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Mình à, bình tĩnh lại đi, anh sao vậy chứ? Trả lời mau lên đi. Anh có quan hệ gì với vợ của tôi chứ? Anh làm sao vậy chứ? Vừa nãy ra ngay đi. Sao anh cứ phải làm ầm lên vậy? Thiệt tình. Anh đó, tôi sẽ nói chuyện với anh sau, chờ đó. Nói cho anh nghe sự thật đi, mở lên. Làm gì có sự thật nào chứ, anh muốn em phải nói gì đây? Hắn ta là ai vậy hả? Hai người gặp nhau để nói chuyện gì? Em và anh ta có quan hệ gì với nhau? Tại sao em lại hẹn anh ta ra quán cà phê như vậy? Thật ra hai người ở đó đã nói chuyện gì với nhau? Mình à, em hơi thất vọng về anh đó. Em không muốn nói gì hết. À không, em không có gì để nói với anh hết. Hiểu lầm. Anh là ai? Anh có quan hệ gì với vợ của tôi? Hai người có quan hệ gì? Mình à, bình tĩnh lại đi. Anh sao vậy chứ? Em có quan hệ gì với người đàn ông đó? Người đó là luật sư. Anh ấy chỉ là người làm từ thiện ở cô Nhi Viện Thiên Thần thôi. Cái gì? Luật sư à? Đúng vậy. Anh ấy sắp tới cô Nhi Viện, nên em đã gặp để nhờ rồi giúp số tiền tiết kiệm của Hệ Ram tới đó thôi. Chỉ đơn giản là vậy, tuyệt đối không phải là loại quan hệ trên mức bình thường như anh đã nghĩ đâu. Bây giờ em đang nói cái gì vậy? Em đã làm gì với tiền của Hiram? Em đem hết số tiền của Hiram quyên tặng hết cho cô Như Diện hay sao? Ừ, em đã làm vậy vì em muốn dùng nó vào việc gì đó có ý nghĩa đối với Hiram. Sao lại tự tiện đem quyên hết số tiền đó vào cô Như Diện? Tại sao lúc nào em cũng làm theo ý của mình như vậy? Mình à, anh biết em có xuất thân từ cô Như Diện, anh từng nghĩ thời gian đó không có ý nghĩa gì hết, nhưng hình như không phải như vậy. Hiram của chúng ta ra nông nổi này có thể là vì nó có số phận bất hạnh giống như em, có lẽ chính là như vậy đó, hiểu chưa? Mình à, sao lại có thể nói ra những lời đó chứ? Sao? Anh đã nói cái gì sai sao? Không phải tới ba mẹ ruột còn bỏ rơi em sao? Cho nên tới bây giờ vẫn chưa có ai tìm em đó thôi. Số em bất hạnh, cho nên Hiram cũng bị ảnh hưởng từ em. Chỉ nghĩ tới chuyện này anh đã muốn điên lên rồi, em hiểu không? Vậy mà em còn đem hết số tiền của Hiram tới cho cái chỗ quái quỷ đó. Em còn có tâm trí lo cho tụi nó sao? Mà không lo được cho Hiram của chúng ta gì hết vậy? Anh nói vậy là có ý gì chứ? Em lo lắng cho bọn chúng như thế nào mà lại đánh mất hệ ram của chúng ta như vậy hả? Tại sao? Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em hết, em biết. Nhưng mà anh cũng không thể nào nói như vậy được. Anh không thể tha thứ cho em được hay sao hả? Tha thứ hả?
anh làm sao tha thứ cho em được đi. Em nói anh làm sao tha thứ được đi. Em phải trả Hiram lại đi. Anh kêu em trả Hiram lại cho anh đi. Mình à. Em trả lại cho con đi. Để cho Hiram của chúng ta được sống lại. Em làm cho Hiram của chúng ta sống lại đi. Em phải làm cho Hiram sống lại đi.